inseparabile d'amore il Dio stringevo vergine tuo fa. Hi, xin chào anh em, Thật Sôi Tuyết đây. Hôm nay tôi đã có một cây súng nữa đến từ hãng Hackley & Koch để review cho anh em. Đấy, Hackley & Koch là một cái hãng sản xuất vũ khí nổi tiếng của Đức rồi. Ở đây chúng ta một phiên bản Airsoft License của Hackley & Koch do Umarex sản xuất. Hai cái tem 7 màu Umarex. Đây, vỏ hộp chúng ta đã thấy hôm nay chúng ta có cây VB9 bắn bằng ga, đạn 6mm. Bắn ga này, độ mạnh là 1 joule này. Panet là metal này, có blowback này, chế độ CB auto đã 6 ly, đấy, thông số đi hết rồi đây. Rồi nói qua một chút lịch sử của cây VB9 này. VB9 thì nó là một cái súng rất là mới, nó được hãng Hackley & Koch nghiên cứu sản xuất từ năm 2014 tới nay, có nghĩa nó mới được có vài năm thôi, rất mới. Thế là nó là một dòng súng rất hiện đại. Đấy, chúng ta cũng sách dẫn sử dụng Hackley & Koch. Nó có hai phiên bản nhá. Hôm nay chúng ta là bản VB9. Còn có một phiên bản VP Tactical nữa. Cái đấy thì mình sẽ hộp sau. Đấy. Hộp cũ mà đấy chỉ đơn giản vậy thôi. À đây. Phụ kiện giấu bên trong đây. Chúng ta có một đống các cái ốp tay đó. Đây các bạn đóng cái chốt này ra, đây có một cái chốt này, các bạn đóng cái chốt này ra và thay những cái ốp khác cho nó vừa cỡ tay của mình. Rất nhiều đã phát ốp này nữa này. Ra này các bạn sẽ có thời gian các bạn tự bốt đây này, các bạn cậy cái này ra thì các bạn lắp thêm những cái này vào. Nói chung là nó sẽ thiết kế công thái học để sao cho cái tay của mình cảm giác thoải mái nhất khi dùng. Những mẫu súng hiện đại là vậy mà, họ nghiên cứu rất kỹ những cái công thái học. Và đây là cây súng của chúng ta, HK VB9 do Umarex sản xuất. Nói sao nhỉ, nếu mà anh em không phải là người nghiên cứu kỹ thì rất hay nhầm với cây BBQ M2. Nó có những đặc điểm rất giống nhau. Bỏ qua cái mác ở bên sẽ chúng ta chú ý nhé. Thứ nhất là vẫn có ray 22mm này, giống cây BBQ này. Và đây này, cơ chế thay đạn. Đấy, rất giống cây BBQ. Cò hay những cái này cảm giác như nó chỉ khác mỗi cái chữ ở đây là VB9, nhưng mà cái đầu của VB9 nó thuôn hơn. Đợi chút để mình lấy cây VBQ ra đây mình so sánh. Đây là cây BBQ của Walther. Đấy, các bạn thấy đó, thì nó có nhiều điểm khác. Nhiều điểm khá là giống nhau. Phần trên cửa nhà đạn, chốt slide, chốt nhà slide, cò cũng là hệ cò giống cò Glock. Đấy, cơ chế chốt bằng đạn cũng vậy. Đấy. Chốt. Quay lại cây HK VB9 của chúng ta. Xem nào, cái tem made in dán lại cho đẹp. Sao nhỉ, chúng ta sẽ thấy một cái thiết kế hiện đại vì nó được nghiên cứu và sản xuất những năm gần đây, thế nên là cảm giác cầm nó ôm tay lắm. Các bạn thấy này, từ cái gan mà tay mình tì vào đây, từ cái phần này nó đã che hết tự lên đây. Thì khi mình slide đây nó sẽ tránh trường hợp cọ vào tay. Đấy, một số bàn vào tay to có thể đến tận đây, phủ đây. Đó. Thiết kế thì do Umarex nào nên là phải nói là hoàn thiện rất là cao cấp. Từ nước sơn hay các cái đường khác CNC này. HK VB9
9 x 19. Súng thật thì cây này nó bắn đạn tất nhiên là 9 x 19 rồi, nó là súng ngắn mà. Còn về airsoft thì mình sẽ nói qua thông số kỹ thuật của nó một chút. Nó có trọng lượng là 780 gram, rất là nhẹ. Chiều dài là 20 cm, 20 cm. FPS thì nhà sản xuất công bố là 310 FPS và băng đạn chứa 2 viên. Các bạn thấy băng đạn đẹp không? Rất đẹp. Nhìn nó có một lớp sơn rất là bóng. So với cây BBQ thì cây BBQ thì nó là sơn nhám và băng đạn ngắn hơn một chút. Đấy, sơn nhám và băng đạn ngắn hơn một chút. Bóng này thì chúng ta lại thấy nó giống cây FNX45. Nhưng mà tuyệt vời, cảm giác các bạn cầm thì các bạn mới thấy được nó ngầu thế nào. Khi mà nhìn các cái phần này, đây, đây, độ thuôn, nói chung là nhìn những cây hiện đại thích mắt lắm. Quay ray 22 mm thì mình gắp thêm đèn laser hoặc đèn pin. Đấy, cái phần đầu nó sẽ thuôn hơn cây BBQ. Đấy, BBQ sẽ thẳng vào đây, nó thuôn hơn. Ngay cả phần slide nó cũng có hai cái phần nó nhô lên thế này để khi cầm kéo cho nó dễ. Các bạn thấy không? Hai cái mấu này. Chốt slide có cả hai bên luôn. Bạn thấy kéo bên này hoặc bên này. Những cây súng hiện đại đều vậy mà nó thiết kế cho những người thuận tay phải lẫn tay trái. Đẹp. Từ những đường khác trong đây cũng rất là chi tiết luôn, sắc nét. Cây này thì mình chưa nghiên cứu, nó không biết có lắp được thêm các RMR hay không. Nhưng nếu có lắp RMR chắc phải tháo cái này ra. Tháo cái này ra thì mới lắp được. Như là phần tay, grip ôm, cầm ôm tay. Và đặc biệt là với cái đống grip cho thêm nữa này thì các bạn thì mốt lại cho nó phù hợp với cái lòng bàn tay của mình, có thể làm cho nó phồng thêm ra, lõm cái này lại đấy, tùy các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đo FPS, nạp ga đo FPS cho anh em. Vẫn còn cái đây đấy. Đạn 0.2. Nào, cảm giác đầu tiên con này nó cái slide nó giật nó rất khoát đấy. Nhìn các bạn thấy này, cái độ dơ của slide với cái frame là rất là ít, nên là cái đường giật, cái giật của slide rất khoát đấy, mà nó nhanh hơn, mình cảm giác nó nhanh hơn. Nào, đo FPS. Wow, 305, 296, 293. Nhiệt độ bây giờ cũng khá là lạnh. Tụt FPS là chuyện bình thường. 287, 290. Mình nghĩ nếu như ban ngày trời ấm, nhiệt độ khoảng độ 25, 27 độ thì con này nó sẽ lên được 310. Bây giờ nó khá lạnh, hơi lạnh. Đấy, các bạn thấy cái đường đạn của nó rất khoát nhá. Cái chốt kiểu này ấy, cái ưu điểm của nó là rất dễ khi khi gạt, khi thay,
không cần biết là bạn thuận tay phải hay tay trái, chỉ cần gạt là rơi ra. Nhưng mà chỗ này thời gian sau nó sẽ bị khá là mòn, thế nên việc các bạn chơi những con này thì hạn chế cái việc dập mạnh nhé, từ từ thôi đưa vào, chứ không phải là cứ dập liên tục cái này là nhanh bị mòn cái chốt ở đây. Đó. Và cái lưu ý về cái dòng chốt này, dòng chốt kiểu này. Outer sơn màu đen đẹp. Và có phần nó như kiểu như, các bạn thấy nó như kiểu có cái đường vòng xuyến này. Hay một cây súng mà mình thấy thiết kế hiện đại đẹp, rất nhiều điểm giống cây BBQ M2, nhưng mình thấy đánh giá con này đẹp hơn con BBQ M2. Nhìn nó hầm hố hơn, to hơn, cái đầu nó thua hơn, nhìn hay hơn. Mà cái đầu thua này mà khi các bạn đút vào trong holster ấy, thì nó sẽ dễ vào hơn là những cái con như này. Thế nên là cái cây Glock và Glock Gen 5 nó thuần hơn các cái cây khác. Hoàn thiện sản phẩm đi Umarex thì không chê được rồi. Đấy các bạn thấy không? Nhìn nó dài hơn, hầm hố hơn. BBQ. Đó. Rồi, vậy là mình đã vừa một hộp và chia tay nhanh cho anh em cây HKVB9 của Umarex. Nhìn chung đây là một cái súng thiết kế hiện đại, nhìn đẹp, mức độ hoàn thiện cao cấp từ Umarex. Đấy. Còn xấu đẹp thì mình nghĩ là theo như cá nhân của mình thì mình đánh giá rất đẹp. Còn có thể một số bạn có quan điểm khác thì cứ comment ở dưới, anh em mình cùng thảo luận. Cảm ơn anh em xem clip, chào anh em.